Chúa của anh chị em. Xin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Đức Giêsu kể cho dân chúng nghe cùng con này: nước trời giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển, con được cùng thứ cá. Khi lưới đầy, người ta kéo lên phải, rồi người nhặt cá tốt cho vào đó, còn cá xấu thì vứt ra ngoài. Đến ngày tận thế sẽ xảy ra như vậy. Các thiên sứ sẽ xuất hiện và phát hiện kẻ xấu ra ngoài hàng của người công chính, rồi quẳng chúng vào lò lửa. Ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Anh em có hiểu tất cả những điều ấy không? Họ đáp: chưa hiểu. Người bảo họ: bởi vậy bất cứ kinh sư nào đã được học hỏi về nước trời thì cũng giống như chủ nhà kia lấy ra từ trong kho tàng của mình cả cái mới lẫn cái cũ. Đó là lời Chúa. Trước, sau đó cho những người sống xung quanh chúng con.